Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng dụng cụ để vệ sinh tay cho bé. Các bạn ở nhà mà không có dụng cụ giống mình thì cũng có thể sử dụng tăm bông để ngoáy tay cho bé ha. Đó, ngoáy nhẹ nhàng từ vành tay cho tới phần trong ống tay của bé. Việc vệ sinh tay này không phải là lúc mình tắm thì mình mới vệ sinh, mà mình khuyên các bạn là nên vệ sinh cho bé hàng ngày ha, để đảm bảo cho các bé không bị ngứa và viêm tai. Chúng ta vệ sinh nhẹ nhàng từ tay trái sang tay phải ha. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra móng của bé, nếu mà dài thì mình sẽ tiến hành cắt bớt móng cho bé. Nhà bé này là đã được mình cắt trước đó rồi nên bây giờ mình sẽ cho bé đi tắm luôn. Đó, đối với các em chó con á, thì chúng ta nên tắm cho các bé bằng nước ấm ha. Đó, mình nhẹ nhàng xịt nước từ phần đuôi dần lên tới phần đầu của bé. Chúng ta tránh xịt nước trực tiếp thẳng vào mặt của bé vì làm vậy thì các bé sẽ rất là hoảng sợ. Nó cứ xịt nhẹ nhàng lần lần lên thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng sữa tắm dành cho chó để tắm cho bé ha. Mình không nên sử dụng sữa tắm của người ha, vì làm vậy thì da của các bé chó con rất là dễ bị kích ứng. Sử dụng sữa tắm massage nhẹ nhàng cho bé. Massage lưng nè, đó, rồi, hai chân trước. Lông của bé chỗ nào bẩn thì chúng ta dùng ngón tay để kỳ cọ nhẹ nhàng ra cái vết bẩn đó cho bé ha. Nếu còn đối với phần mặt thì chúng ta sử dụng ngón tay cũng massage nhẹ nhàng, và các bạn tránh để xà bông mà vô mắt các bé. Tiếp theo chúng ta massage phần bụng cho các bé đi vệ sinh. Thank you.
massage cho bé tầm khoảng 2 đến 3 phút. Cuối cùng thì mình sẽ tiến hành xả lại cái nước cho bé. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng khăn để lau khô lông của bé ha. Khăn này thì mình đang sử dụng là khăn dành cho thú cưng. Khăn loại khăn này thì có cái độ thấm hút nước rất là cao. Vì vậy thì mình lau lông cho các bé sẽ rất là mau khô hơn là mình sử dụng những khăn vải loại thường ha. Bây giờ mình đang sấy khô cho bé. Ở đây mình sử dụng máy sấy chuyên dụng cho thú cưng. Loại máy này sẽ làm cho lông của các bé mau khô và được bông đều hơn. Những bạn nào ở nhà không có loại máy này thì chúng ta cũng có thể sử dụng máy sấy tóc cho các bé. Đó, việc vừa sấy và vừa chải lông sẽ làm cho lông mau khô và bông tơi ra, xù ra rất là đẹp.